trắng ngoài thế. Trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về giờ bướm vàng bay. Quê hương là cánh diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khuôn nước ven xa.
sổ và khởi công cổng làng Bồ Huy trên phép ngọn bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân làng Bồ Huy xa gần của người quê hương về dự động thổ và khởi công cổng làng Bồ Huy năm 2019. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thảo, thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về dự lễ động thổ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Toan, đảng ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân cũng về dự hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về dự lễ động thổ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cháu Trịnh Duy Trung là người con quê hương, nhà thiết kế, hôm nay cũng có mặt đông đủ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và nhiệt liệt chào mừng có các đồng chí đại diện cho đảng và chính quyền, nhân dân tổ dân phố Bắc Yên, nhân dân tổ dân phố Bồ Huy 1, nhân dân tổ dân phố Bồ Huy 2 và bà con xã viên cùng với các bậc cô giáo, các ông trưởng tộc đại thôn cùng toàn thể nhân dân làng Bồ Huy về dự lễ động thổ và khởi công cổng làng Bồ Huy. Phát huy truyền thống xây dựng quê hương làng Bồ Huy ngày một giàu đẹp, trong những năm qua, bằng sự đoàn kết chung sức chung lòng, cán bộ và đảng viên nhân dân trong làng đã nhiệt tâm nhiệt huyết phấn đấu xây dựng được một số công trình văn hóa tâm linh như tuyến đường bê tông dài 200m ra xứ Đồng Kênh, tuyến đường Sóng Đồng và nhà thần linh. Đặc biệt trong năm 2018-2019, công trình nhà thờ tổ chùa Bồ Huy, đình làng Bồ Huy đã thành công viên mãn. Đường giao thông trong làng và tuyến chuyển năm cột điện cao thế, hạ thế, các công trình cộng lại với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, hoàn toàn do nhân dân làng Bồ Huy và con em quê hương đóng góp xây dựng lên, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vâng, kính thưa quý vị, thành công nối tiếp thành công, tháng 10 năm 2019, làng Bồ Huy tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nhân dân trong làng về công trình cổng làng Bồ Huy. Cổng làng Bồ Huy được tọa lạc vào điểm đầu của làng, nằm trên trục chính đường làng giao thông Bồ Huy với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, hoàn toàn do nhân dân và con em đóng góp. Có bản vẽ thiết kế chi tiết, đây là một công trình văn hóa tâm linh thể hiện giá trị văn hóa của một làng quê. Hình tượng cổng làng là hình tượng của quê hương xứ sở, là điểm phân biệt địa giới với các làng xã bên cạnh, điểm ngăn cách nơi ở của dân cư với đồng lúa nước, biểu tượng cho sự uy nghi, nề nếp tập tục của người dân trong làng. Sau cổng làng là 23 cửa họ đang sinh sống và làm việc tại quê, điểm ra vào của nhân dân và con em quê hương, khách ra vào được lượng lộ bình an. Cộng đồng khu dân cư có các cụm di tích lịch sử được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận, đó là đình và phủ mẫu làng Bồ Huy và khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Đức Thánh Nguyễn, cổng lộ Minh Công. Có văn chỉ ngàn năm văn hiến, hàng năm nhân dân trong làng diễn ra hai lễ hội vật truyền thống ngày mùng 4 Tết và lễ hội kỳ phúc ngày 18 tháng Giêng. Đây là những nét đặc đáo của một làng quê. Bởi vậy, cổng làng Bồ Huy được kết tinh bằng sự sáng tạo, trí tuệ, tinh hoa của cuộc sống, bằng sức lao động của tất cả mọi người, nhân dân và con em trong làng để xây dựng nên một cổng làng thật uy nghi, lộng lẫy, tạo ra một bức tranh toàn cảnh nhân đó, đó là làng Bồ Huy. Vâng, hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi, người dân trong làng được sự quan tâm nhất trí và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Yên Thịnh, sự đồng thuận đoàn kết nhất trí của Đảng và chính quyền của ba tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể long trọng tổ chức lễ động thổ khởi công công trình cổng làng Bồ Huy năm 2019. Với lý do đó, thay mặt ban tổ chức, thay mặt ban di sản văn hóa lịch sử làng Bồ Huy, ban chỉ đạo xây dựng cổng làng tuyên bố lễ động thổ khởi công cổng làng được bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, tôi thay mặt cho các cụ già làng, cho toàn thể bà con nhân dân thôn Bồ Huy, hôm nay ngày 16 tháng 9 năm kỷ hợi 2019, được sự đồng ý của chính quyền địa phương
và đứng trước cổng làng được sự và sự chứng kiến của trời đất, được phép của thần linh thổ địa, được phép của thành hoàng bản thổ và trước anh linh của các vị tiền nhân, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho mảnh đất này, chính thức khởi công động thổ xây dựng cổng làng Bồ Vi cho toàn thể nhân dân thôn Bồ Vi. Xin kêu gọi hỡi toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, hãy tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, trí lực để quyết tâm xây dựng thành công cổng làng. Với truyền thống dựng làng của các vị tiền nhân trước đây, năm nay cụ 72 tuổi đứng đầu rỡ cho phách gia trăm họ và nhân dân trong làng Bồ Vi có đôi lời phát biểu cảm tưởng, và xin thay mặt cho ban tổ chức, ban di sản xin chân thành cảm ơn ông. Là một chút cây văn nghệ có một bài hát để ca ngợi và đồng thời để chúc phúc cho ngày đông đổ ngày hôm nay. Theo em anh thì theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có bồ chiến quê, có hàng tre du khi chiều về. Quê hương ta bánh đà bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Quê hương ta giờ trường dài nắng, phiên chợ heo liều tranh mái xiêu, kiệt dáng ai nhớ giang chị giang bè tôi. Như vậy đã đến là giờ đẹp, vâng, ngày đẹp, tháng đẹp, vâng, cho phép tôi lễ đồng thổ và lễ khởi công cổng làng Bồ Vi năm 2019 xin phép luật bắt đầu. Các phút đầu tiên, chả mẹ, hỏi vụ. Rồi. Quê hương xưa hoài niệm tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng mênh mang chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dại lặn lội phương xa, vách núi gió ùa về, đêm có gió ngồi nghe mưa đông lạnh thương, ai mong ai phần đời nào chân vênh cơ cứng, nhiều lắm lũ gió sương nơi quê xưa nghèo lắm, đêm năm căng mòn mỏi ngày tháng hương xứ người, từng đêm vẫn nhớ thương. Chim ơi mang lời nhắn, theo mây xa về nhà. Quê hương ơi ngày nào trẻ thơ gom nhặt từng nhánh lúa chi, nắng cháy rát ngày xa xa ngôi trường, đôi chân băng rừng qua bao chặng đường về, rung rinh đám hoa dại
cỏ cây bên đường rộn ràng tiếng hát. Bé gái dáng hiền hòa, sơn ca mơ màng, quê hương em là trăm câu dân ca. Nồng nàn lời ru trên tay mẹ, vành nỗi ấm giấc mơ, quê cho ta nhiều lắm, sông kia không ngừng chảy. Ngày vinh hoa xứ người, giờ con đã lớn khôn, luôn mang trong lời hát cô dân ca ngọt lời. Một dòng bát ngát tiếng sáo vút đầu làng, thanh thang con diều ta theo nhau về bên hiên nhà gọi mẹ. Thân thương góc sân nhà, vòng tay ôm mẹ nghẹn ngào khuê mơ. Tiếng trống thức ngoài đình, đêm nay trắng hồi, ai say men tình câu ca quê em. Dịu dàng vầng trăng giữa thanh bình, tròn câu hát bé thơ, xa bao nhiêu là nhớ, đây dưng dưng ai ơi quê mình đẹp hơn những bức tranh. Xanh bao lá tình thắm, nghe thơm hương ngọt lành. Nồng nàn lời ru trên tay mẹ, vành nỗi ấm giấc mơ, quê cho ta nhiều lắm, sông kia không ngày bao nhiêu chân tình còn xanh mơ. Rộn ràng qua nhịp cầu tre
qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược mộng mang, ôi kỷ niệm yêu mãi trăn nghèo tòa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa trang lòng người. Đâu rồi ngày xưa anh đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi muôn ngọt đôi môi. Thương hoa là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời chân quen đất nghe sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chạy mong. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày ta thương. Lòng hình bóng quê nhà rộn ràng qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bóng mang, ôi kỷ niệm yêu mãi đanh nghèo tòa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa trang lòng. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọn đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi đưa con thuyền theo với ai ngang ngơ câu hò. Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cỏng, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn. Từ lúc vào đời chân quen đất nghe sông cưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày ta phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày ta phương. Lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày thank you.
bạc màu và vai áo em bạc thêm. Trăng mưa trên đồng, mưa sáng lôi nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người mảnh đất quê hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trôi, sao sắc không bao giờ phai buồn. Rời dậy Thiên Chúa liên kết ta thành một gia đình. Bạn đời ơi, niềm vui từ tình yêu ấy bừng lên như ngọn lửa cháy sáng chiếu soi gia đình. Thật hạnh phúc khi đời ta có nhau. Này em yêu ơi, bờ bãi bình yên Chúa ban cho em mong nghĩa cái mũi nơi này. Bao giờ từ tình yêu sẽ không đổi thay. Chia xa cùng nhau hy sinh cho cuộc đời con lớn khôn, ấm áp trong vòng tay mẹ, chở che trong cánh tay cha. Xã hội tuyệt vời thiên tha, hãy nên như gia đình, hãy như xa. Trong cuộc sống sẽ có nhiều lúc đầy sóng gió, bao câu luôn hồ vây, và có những khi ta đã từng như là dạng vỡ. Mặc cho lời hứa ta đã không còn là chính mình. Đừng để con phải gánh chịu những đổ vỡ, vì con chỉ là con thơ muốn sống trong gia đình. Mình cần nhiều mẫu để nhận ra lỗi lầm, mà tình yêu sẽ nở hoa để tươi thắm xinh như những con đêm lung linh. Chỉ cần được bên nhau vượt qua gian khó hiểm nguy. Chúng ta là gia đình, buồn vui chia xa cùng nhau hy sinh cho cuộc đời con lớn khôn, ấm áp cho vòng tay mẹ, chở che trong cánh tay cha. Xã hội tuyệt vời thiên tha, hãy nên như gia đình, hãy như xa. Trên ta với sống như là mẫu gương, với sống như là mẫu gương, ăn gánh những gia đình đổ vỡ, ăn gánh cùng nhau vun đắp thôi. Chúng ta cần một gia đình. Bạn trẻ ơi, niềm vui từ tình yêu ấy bừng lên như ngọn nến cháy sáng chiếu soi bước đường. Mình cần hành trang cho hạnh phúc vững bền. Tuổi trẻ hôm nay dựng xây tình yêu gia đình này như một ngôi sao hội ta luôn yêu thương chân quý. Hạnh phúc sẽ mãi đeo ta. Chia xa cùng nhau hy sinh cho cuộc đời con lớn khôn, ấm áp cho vòng tay mẹ, chở che trong cánh tay cha. Xã hội tuyệt vời thiên tha, hãy nên như gia đình, hãy như xa. Chúng ta là gia đình, buồn vui chia xa cùng nhau hy sinh cho cuộc đời con lớn khôn, ấm áp cho vòng tay mẹ, chở che trong cánh tay cha. Xã hội tuyệt vời thiên tha, hãy nên như gia đình, hãy như xa. Bài tiếp theo, Bác Hồ người cho em tất cả, do các cháu thiếu niên Bồ Vi 1 biểu diễn. Thank you.
mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hướng lên sân khấu thưởng thức một làn điệu chèo rất quen thuộc do Văn Trung và Hương Anh thể diễn qua ca khúc Ký Ức Tiên Mô. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể nhân dân thưởng thức. Quê hương chôn thanh mình
em ra chốn đô thành, xa rời vòng tay mẹ yêu. Từ nay ra chốn phồn hoa, ra rơi cánh diều mơ ước hôm nào. Cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru, những đêm trăng rằm sáng cho. Thank you.
Bài tiếp theo, Em là mầm non của Đảng, do các cháu thanh niên tổ dân phố 1 Bồ Vi biểu diễn. Thank you.
còn đâu, nhạc Lương Xuân Bằng, thơ Trịnh Văn Minh, do anh Lương Xuân Bằng thể hiện. Con nít nhựa mít dính về sầu, còn đâu thời nghịch giặc mẹ phạt tôi leo cao, còn đâu lúc che trâu khi đồng leo đồng gốc, lúc vận đôi đồng ngọc lúc đồng dòng đồng cây, còn đâu chiều thấy thơi trên lưng bò huyết sao, còn đâu khi đánh bạo bắt chào màu leo cao, còn khoe lưng rách áo giữa trưa hè tắm ao, còn với quang khăn đỏ trung thu về rước sao. Còn đâu bao ước mơ mơ một ngày ra phố, còn bao nhiêu nỗi nhớ là quê giờ xưa đâu, thank you.
cùng thưởng thức một tiết mục múa qua bài Bài ca dâng Bác, sáng tác của Trọng Loan, do tốc nữ Bồ Vi Hai trình bày. Để phát huy văn nghệ, tôi xin đọc bài thơ Thể dục dưỡng sinh, tác giả Nguyễn Hoàn Hoàng Kim Oanh. Tập đều cho ngực nở nang, chân tay cứng cáp người càng thêm xinh, đập cho thon gọn thân hình, dồi dào sức khỏe thấy mình đáng yêu. Mặc ai ấy nhiều điều,
múa trên sân khấu đẹp siêu đội hình. Lao sao điện thoại ghi hình, con xem trên mạng thấy mình mẹ yêu. Chiều con vắt cỏ việc nhà, tới lên sân khấu mẹ là diễn viên. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
song ca Lê Vi và Thu Hà được thể hiện qua bài Đường Về Hai Thôn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng rất vinh dự ngày hôm nay vợ chồng Lê Vi cũng được về dự buổi lễ show âm nhạc chúc mừng ngày khánh thành cổng làng Làng Bồ Vi và cũng là đầu xuân năm mới, thì cho phép vợ chồng Lê Vi xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, và bây giờ cho phép vợ chồng Lê Vi xin gửi tới quý vị một bài hát được mang tên Đường Về Hai Thôn ạ. Thank you.
Bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng, các nhân lùa thơm ngát hương hài.
Việt Nam do chị em câu lạc bộ dưỡng sinh Bồ Vi 2 biểu diễn. Ca sĩ Văn Trung thể hiện. Mẹ ơi, xuân đã về trên quê ta rực rỡ, hoa đào hoa mai sắc thắm hồng tươi, trẻ khoe áo mới tiếu tiết tiếng cười, hương nếp dẻo thơm quyện trong nắng mới. Tình mẹ, tình quê, tình xuân phơi phới, khúc hát quê mình sưởi ấm trái tim con. Từ trong lòng biết trôi non, én vui én liệm véo con hót.
còn nhớ năm nào khi Tết đến quê xuân tình mẹ tái lại biển trời bao mùa xuân quay theo mẹ lễ ông bà nghi hãy lòng nhà trời Yeah.
ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao, gió thổi trên bờ buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ sáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng nên đất trời. Xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả, tiếng ai ru con phố du hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò làng quê sáng rồi. Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam sáng ngời. Lời đầu tiên cho phép Phương Thảo xin phép
đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, cổng làng Bồ Vi sau một thời gian tiến hành xây dựng đến nay đã hoàn thành. Cổng làng là nơi đi về, là đích của điểm hẹn, điểm chờ của bao con người xa quê hương. Không những thế mà còn là công trình tâm linh và làm rõ lên bản sắc của làng Việt Nam. Cổng làng cây đa bến nước sân đình. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng phấn khởi đón chào Tết Nguyên đán Canh Tí và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được sự nhất trí của cấp ủy Đảng, chính quyền ba tổ dân phố Bồ Vi 1, Bồ Vi 2 và Bắc Yên. Trước khi vào khai mạc buổi lễ cất băng khánh thành, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do con em làng Bồ Vi trình diễn. Mở đầu chương trình là ca khúc Bồ Vi ơi, sáng tác của Lương Xuân Bằng, người thể hiện Phạm Sinh Huy. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng khấn khởi của làng Bồ Vi chúng ta, hôm nay chúng ta tổ chức lễ cắt băng khánh thành cổng làng trong niềm vui hân hoan năm nay. Tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân ca khúc Bồ Vi quê tôi, sáng tác nhạc của anh Lương Xuân Bằng, người con của quê hương thân yêu của chúng ta, và đích danh cũng là nhạc sĩ đem đàn guitar để cho tôi thể hiện ca khúc này. Xin kính mời quý vị đại biểu, khách quý và các đồng chí cùng thưởng thức. Bồ Vi quê tôi, sông nắng nôn đồng màu, lưng tựa vào đồng chiêm. Bồ Vi quê tôi, xóm đồng, xóm chạy, xóm chung, xóm chùa, chung mái đình, chung miếu thành hòa. Bồ Vi ơi, xưa chiến tranh cháy xa làng, xưa nắng mưa thân gái lo mùa màng, cho đàn em vui đến trường, cho xanh màu xanh quê hương. Bồ Vi hôm nay con phố theo người về, vui nhà nhà rào xây. Bồ Vi hôm nay tiếng chèo vẫn dồn, sớm khuya tiếng chuông lễ chùa, mong cuối tuần vui đến nhà thờ. Bồ Vi ơi, xưa chiến tranh cháy xa làng, xưa nắng mưa thân gái lo mùa màng, cho đàn em vui đến trường, cho xanh màu xanh quê hương. Mùa xuân quê tôi mong muốn vui hồi vàng, 18 vui hồi làng, trái giữa kiểu son vàng, cái tế nữ quan, để người đi nhớ làng, người về nhớ ta. Bồ Vi ơi, Bồ Vi. Tiểu phẩm hài kịch Ngọc Hoàng dự lễ khép banh khánh thành Bồ Vi, tác giả Lương Xuyên. Loa 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 loa, nay ta về hạ giới.
mới, vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Nay ta về dự lễ khánh thành cổng làng Bồ Vi. Ta di sản văn hóa và dân làng Bồ Vi kính chúc Ngọc Hoàng vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Thưa ban lãnh đạo và dân làng Bồ Vi, mặc dù ta đang bận trăm công nghìn việc, ta phải đi khắp hạ giới để kiểm tra môi trường rác thải nhựa, nhưng vì cán bộ và dân làng Bồ Vi đã biết đến ta, nên có công việc gì to lớn, trọng đại đều có thư ngỏ, điện thoại, giấy mời ta về dự, nên lúc nào ta cũng quan tâm đặc biệt đến Bồ Vi. Thưa Ngọc Hoàng cao quý, cán bộ và dân làng Bồ Vi lúc nào cũng tôn vinh Ngọc Hoàng là đèn trời, cha trời, táo quân là mẹ đất, và Ngọc Hoàng là đèn trời soi xét đó sao? Đúng, rất đúng, dân làng Bồ Vi nói rất đúng. Ta là đèn trời từ trên cao soi xuống hạ giới. Ta lại được ngồi trong máy bay để quay phim, chụp ảnh. Trong quá trình xây dựng cổng làng, ta còn mang theo cả ống nhòm, kính hiển vi, nên ta biết hết, nhìn thấy hết, nghe thấy hết. Soi để ta xét xem ai làm đúng, nói đúng, ai làm sai, nói sai. Ngọc Hoàng anh linh vạn vạn tuế. Trong máy bay soi xuống, ta xét thấy trong 2 năm qua, quê hương Bồ Vi có nhiều đổi mới. Tu sửa đình chùa, di chuyển cột điện, mở rộng đường làng, nay lại xây được cổng làng rất đẹp. Tuy rằng việc xây dựng cổng làng còn nhiều khó khăn, cản trở về diện tích mặt bằng, tiền bạc, nguyên vật liệu, nhưng vì cán bộ và dân làng Bồ Vi đã quyết tâm khắc phục, đi đến thắng lợi hoàn toàn và thành công tốt đẹp. Vậy cán bộ và dân làng Bồ Vi hãy báo cáo những cá nhân, tập thể điển hình để Ngọc Hoàng biểu dương, khen thưởng. Thưa Ngọc Hoàng, thân ý đảng, hợp lòng dân, đồng tâm nhất trí dựng xây cổng làng, kinh tế tài chính công khai, lãnh đạo làm việc sáng chiều đều tay, ban tuyên truyền loa đài vận động đóng góp tiền, đóng góp ngày công. Có người làm trưởng ban nhiệt huyết, tích cực, nhiệt tình, cơm chẳng kịp ăn, đi Hà Nội miến nam cả tháng, vận động tiền về xây dựng cổng làng. Dân Bồ Vi đang làm theo lời bác, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Công việc xây dựng cổng làng có gia đình đóng góp 30 triệu đồng, chỉ đạo bám sát công trình, nắng mưa chẳng quản suốt thời gian qua. Hòa cùng nhịp đập con tim, qua bức thư ngỏ quê hương mời chào, con em công tác xa gần 15-20 triệu khắp nơi gửi về. Đây chính là những bông hoa đẹp, tô sắc điểm màu cho bức tranh quê. Thiết kế xây dựng cổng làng cũng do con cháu Bồ Vi nhận làm, chỉ đạo bám sát công trình, nắng mưa chẳng quản suốt thời gian qua. Hơn 400 hộ gia đình, hơn 300 triệu dựng xây cổng làng. Đúng như lời cụ Hồ đã dạy, mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Anh em con cháu trong một gia đình, xi măng, sắt thép giá 15 triệu đồng. Hội Sướng Dinh tham gia tích cực, cùng chung tay san đất cổng làng. Có cụ già con cho tiền ăn quả sáng, tự nấu cơm ăn, tiền đóng góp cổng làng. Cá nhân tập thể điển hình, dựng xây đất nước, quê hương đẹp giàu. Bồ Vi xây dựng cổng làng, thị trấn Yên Thịnh hỗ trợ 10 tấn xi. Quê hương ta đang dựng xây đô thị mới, có đảng Bác Hồ chỉ lối cầm tay, ta quyết tâm xây dựng cơ đồ như lòng bác vẫn hằng mong ước. Giáo lương đoàn kết một lòng, chung tay góp sức dựng xây cổng làng. Ta mừng cho dân làng và cán bộ Bồ Vi trong năm qua đã
giành được nhiều thắng lợi, đúng như lời cụ Hồ đã dạy: dân ủng hộ ít, thắng lợi ít; dân ủng hộ nhiều, thắng lợi nhiều; dân ủng hộ hoàn toàn, thắng lợi hoàn toàn. Hát mừng thắng lợi hôm nay, liên hoan văn nghệ xóm làng vui chung. Nhớ lời Bác dạy năm xưa, tinh thần đoàn kết đặt lên hàng đầu. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Loa, 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 loa. Lễ khánh thành cổng làng Mồ Vi đã đến giờ khai mạc. Xin kính mời Ngọc Hoàng tới dự và cắt băng khánh thành. Loa, 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 loa. Cổng làng quê là nơi điểm hẹn, nơi người đi, người ở, người về. Người đi thượng lộ bình an, người về ấm áp nghĩa tình quê hương. Và vừa rồi chương trình văn nghệ đã khép lại. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ cắt băng khánh thành. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các giới văn nghệ sĩ và các cháu thiếu niên nhi đồng của tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 Bổ Bi. Và bây giờ đến giờ khai mạc, tất cả chú ý. Chúng ta an toàn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý về dự lễ khánh thành cổng làng Bổ Bi năm 2020. Kính thưa toàn thể nhân dân, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban chỉ đạo xây dựng cổng làng Bổ Bi, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, tất cả trăm họ và những người con quê hương về dự lễ khánh thành cổng làng Bổ Bi năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, phát huy truyền thống xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, bằng sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, đã nhiệt tâm, nhiệt huyết phấn đấu xây dựng cổng làng. Cổng làng Bổ Bi được tọa lạc vào điểm đầu làng, nằm trên trục chính đường làng Bổ Bi. Với sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan ban ngành của thị trấn Yên Thịnh, bằng trí tuệ và sức đóng góp công sức của nhân dân làng Bổ Bi, con em quê hương đang sinh sống và làm việc trong nước và nước ngoài, sự nhiệt tâm của các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các gia đình và 23 cửa ngõ lớn nhỏ và các nhà thiết kế đã hướng về quê hương, hướng về cội nguồn, cùng nhau xây dựng cổng làng. Đến nay, sau 3 tháng thi công kể từ ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Hợi, mặc dù rất khó khăn, trăn trở, công trình cổng làng, một công trình thế kỷ, một công trình văn hóa tâm linh, thể hiện giá trị văn hóa của một làng quê êm đềm, khách ra vào và nhân dân con em quê hương được rộng lộ bình an, cổng làng đã thành công viên mãn. Đúng là chống làng ai đánh mà kêu, chiêng làng ai gõ sớm chiều ngân vang, đình làng xây dựng khang trang, cổng làng sừng sững đón đoàn người qua, đông qua xuân đến nở hoa. Bổ Bi quê mẹ, đóa hoa rực hồng, cổng làng đẹp quá ai ơi, người người đi lại vui cười hát ca, xóm làng cuộc sống như hoa,
đi qua cổng đẹp Can Hòa sức xuân. Vâng, kính thưa quý vị, trong không khí sắc xuân chuẩn bị đón một mùa xuân mới, xuân Canh Tí, được sự đồng ý của cấp ủy, chi bộ của ban tổ dân phố của Vinh Ngọt, Bồ Vi 2 và tổ dân phố Bắc Yên đồng ý cho ban khánh thiết làng Bồ Vi long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi năm 2020. Thay mặt ban tổ chức, xin được kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, kính chúc toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc lễ khánh thành cổng làng Bồ Vi thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Xin ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Định do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng có mặt ngày hôm nay để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các đoàn đại biểu Ban Di sản Văn hóa làng Yên Liêu Hạ, Ban Di sản Văn hóa làng Dương Mễ, Ban Di sản Văn hóa làng Trung Hậu, Ban Di sản Văn hóa làng Đông Nhạc, Ban Quản lý chợ Hò và các gia đình tài trợ và nhân dân có mặt đông đủ ngày hôm nay đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tỷ kiêu ni Thích Đàm Huyền, chủ trì chùa Ninh Khánh Tự, tức là chùa Bồ Vi, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các cơ quan ban ngành gồm Hội Cựu Chiến binh Thị trấn Dịch, Hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Thị trấn Dịch cũng có mặt đông đủ ngày hôm nay để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Đỗ Thị Bắc, giám đốc Ngân hàng Nghiệp Thịnh cũng có mặt ngày hôm nay đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng những người con quê hương đang công tác khắp mọi miền của đất nước và bách gia chăm họ, các ông trưởng tộc đại tôn của 23 dòng họ và nhân dân, các đồng chí huy hiệu 30, 40, 50, 60 cũng có mặt đông đủ ngày hôm nay đề nghị chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng. Vâng, thưa quý vị, và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các bậc cô lão trong làng cũng có mặt ngày hôm nay đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tống Văn Minh, trưởng ban các mặt trận tổ dân phố Bồ Vi 2, phó ban khánh thiết của làng Bồ Vi lên đọc diễn văn. Xin trân trọng kính mời ông. Lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi năm 2020. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân cùng những người con xa gần của quê hương, phát huy sức mạnh toàn đảng, toàn dân và sự thành công của năm 2018. Năm nay, năm 2019, nhân dân làng Bồ Vi lại vui mừng đón nhận con đường trục chính của cả làng được bê tông hóa và xây dựng cổng làng. Đúng là mùa xuân trước hoa sai quả ngọt là gieo giống tốt cho mùa xuân sau, tô thắm cho quê hương ngày một rạng rỡ. Hôm nay trong tiết trời đông se lạnh, song với hơi ấm tình người, tình đoàn kết toàn dân đã xua đi cái lạnh của cuối mùa đông, để cho mùa xuân ấm áp lại về, cho cây cối đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái, vạn vật giao hòa, đất trời hội tụ. Với tinh thần phấn khởi, mừng đảng, mừng xuân, mừng quê hương đất nước ngày một đời mới, được sự nhất trí của thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Yên Định, Ban Di sản Văn hóa làng, Ban Kiến thiết cổng làng thống nhất tổ chức lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi sau 3 tháng khởi công xây dựng nay đã hoàn thành tốt đẹp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức,
tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, những người con xa gần của quê hương, lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tốt nhất trong tình thân ái và đoàn kết. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hình tượng cổng làng là hình tượng của quê hương xứ sở. Đây là điểm để phân biệt các ngôi làng, là điểm ngăn cách nơi ở của cư dân với đồng ruộng, với bên ngoài. Mỗi cổng làng đều có một nét đẹp văn hóa riêng tùy thuộc đặc điểm của làng đó, biểu trưng cho sự uy nghi, nề nếp của mỗi làng quê, là nỗi nhớ quê hương ra diết của những người con xa quê. Khi trở về đến cổng làng là ta đã có cảm giác về đến nhà mình. Bước vào trong cổng làng là một xã hội thu nhỏ với 23 dòng họ và các thành phần tôn giáo đang cùng chung sống và làm ăn với nền văn minh lúa nước lâu đời. Với bao vui buồn ngày tháng, các phong tục tập quán văn hóa cộng đồng, cây đa, giếng nước sân đình, chùa đền, miếu phủ, nhà thờ, các lễ hội truyền thống mà tiền nhân đã để lại cho bao đời sau gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Xuất phát từ những giá trị văn hóa quý báu đó, được sự quan tâm nhất trí của Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận nhất trí cao của toàn thể nhân dân và sự chung tay của những người con xa gần của quê hương, Ban Di sản Văn hóa, Ban Kiến thiết đã họp bàn thống nhất xây dựng cổng làng. Cổng làng được tọa lạc nơi đầu làng, song song với quốc lộ 12B, nay là đường Phạm Thận Duật, với không gian phù hợp, mẫu cổng tam quan, dáng vẻ uy nghi lộng lẫy, khởi công ngày 16 tháng 9 Kỷ Hợi, hoàn thành 16 tháng 9 tháng 12 Kỷ Hợi, với tổng giá trị công trình và các phụ trợ khác là 600 triệu đồng. Đây là công trình thế kỷ của làng Bồ Vi, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cổng làng mang một dấu ấn, một phong cách của những con người mới, thời đại mới, song kiến trúc cổng làng lại đậm nét cổ xưa, được hòa quyện với lòng dân ý Đảng, các thành phần tôn giáo và những người con xa gần của quê hương, chung tay đóng góp xây dựng lên cổng làng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trải qua bao nắng mưa ngày tháng xây dựng, Ban Kiến thiết và Thầu thợ cũng gặp không ít những khó khăn vất vả về thời tiết, về địa lý, mặt bằng thi công, về mẫu cổng, kinh phí và nhân công xây dựng. Sau khi lòng dân ý Đảng đã cùng nhịp đập thì mọi khó khăn đều vượt qua. Toàn dân đoàn kết, từ mỗi gia đình đến các tổ chức trong làng đều tự giác gương mẫu thực hiện tốt phần việc của mình và sẵn sàng cống hiến thêm vật chất, công sức, trí tuệ. Công trình phúc lợi cổng làng được hoàn thành khang trang đúng thời gian. Thật cảm động những tấm lòng thương thảo của bà con xa quê, nơi cội nguồn của tình làng nghĩa xóm, và cũng trân trọng lắm những cụ cao niên cũng như những gia đình đơn lẻ đến các mạnh thường quân chẳng quản ngại ngần đóng góp xây dựng cổng làng, gạch xây, sắt thép, đá, xi măng và tiền bạc trả công người xây dựng. Vật chất này là một xương khai nắng, là bạc trắng mái đầu chất chiêu mới tạo nên, nhưng vì hạnh phúc chung của cả làng mà bà con đã tự nguyện góp vào xây dựng. Khi hai chữ kết đoàn mà lòng ta tạo dựng để kiến thiết các công trình đứng vững với thời gian, khi hạnh phúc chung được hòa quyện với xóm làng thì hai chữ kết đoàn được dâng lên gấp bội. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong ngày vui hân hoan của buổi lễ trọng đại này, nhân dân ta luôn biết ơn trời và đất, biết ơn tổ tiên ông cha ta đã dày công xây dựng lên làng Bồ Vi ngày nay, và cũng thông qua buổi lễ này, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng, chính quyền cấp trên, cảm ơn toàn thể nhân dân cùng những người con xa gần của quê hương, quý khách thập phương, những mạnh thường quân, nhà tài trợ, nhà thiết kế tạo mẫu cổng làng, gia đình ông Trịnh Duy Ngân, gia đình ông Mai Văn Nam đã hiến đất cho xây dựng cổng làng. Cảm ơn tổ thợ xây, thợ sơn, thợ điện và mọi người đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện
cho ban thiên hiệp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Xuân Kỷ Hợi sắp đi qua, xuân Canh Tí đang đến gần. Với tinh thần và ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin khai mạc lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi năm 2020. Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân cùng những người con xa gần của quê hương năm mới mạnh khỏe, an lành, thành đạt, gia đình hạnh phúc. Chúc buổi lễ khánh thành cổng làng thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Trọng Oánh, phó ban khánh thiết làng Bồ Vi, trưởng ban tài vụ lên báo cáo tài chính tu trì. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị em có mặt trong buổi lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi hôm nay. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thịnh ngày 9 tháng 8 năm 2019 về việc xây dựng cổng làng là nghị quyết và nghị quyết của ba chi bộ Bồ Vi 1, Bồ Vi 2 và Bắc Yên. Giao cho ban di sản tổ chức tiến hành xây dựng cổng làng. Đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong thực tế, xây dựng nổi lên một số thuận lợi và khó khăn như sau. Một, khó khăn, kinh phí xây dựng hoàn toàn là xã hội hóa. Làng không có doanh nghiệp nào đi từ không đến có. Vị trí mặt bằng xây dựng thiết kế thay đổi cũng là làm tăng thêm chi phí, vừa thi công vừa thiết kế, vừa thu gom tài chính khắp cả nước và nước ngoài. Ông Luận đi thành phố Hồ Chí Minh, ông Hội, ông Oánh đi Ninh Bình và Hà Nội. Việc chuẩn bị cho thi công chọn tổ thầu xây dựng cũng gặp không ít khó khăn. Đơn giá chi phí từ 190 đến 210.000 đồng đến 260.000 đồng trên một mét vuông hoàn thiện. Dự kiến kinh phí ban đầu từ 270 triệu đến 300 triệu, xong vượt lên 350 triệu đến 400 triệu, nay hoàn thành cũng hơn 500 triệu nếu tính tổng thể hoàn thành. Quá trình thi công vướng đường ống nước, đường điện cao thế, giải phóng mặt bằng, chi phí tốn thêm vài chục triệu đồng, có văn bản kèm theo. Công trình lâu bền phải đóng cọc, đóng 20 cái cọc bê tông cũng phải tốn thêm vài chục triệu đồng, có văn bản kèm theo. Hai là thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của các ấp ủy đảng và trực tiếp là ba chi bộ của làng đã giao cho ban di sản tổ chức thi công xây dựng cổng làng với sự đoàn kết nhất trí cao, với quyết tâm và nỗ lực và tận dụng khai thác mọi khả năng thế mạnh của làng bằng mọi nỗ lực và sự đóng góp tích cực của mọi người và con em xa gần. Đến nay công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối người và cơ sở vật chất trong quá trình thi công 3 tháng. Cụ thể đó là phần thu tiền mặt, tổng thu là 421.218.000 đồng, tổng chi 508.800.000 đồng. Trong đó, tôi sẽ báo cụ thể sau, còn thiếu là 87.582.000 đồng. Bà con anh em trong xóm ngoài làng, lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu cảm tưởng của bà Mai Thị Liên. Xin kính mời bà lên phát vào cảm tưởng. Xin kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, cổng làng là nét đẹp văn hóa và cũng là bộ mặt của làng quê Việt Nam. Làng Bồ Vi hôm nay cũng rạng ngời trong nét đẹp văn hóa đó. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, đã từ lâu lắm rồi người dân Bồ Vi ai cũng ước ao làng mình đến bao giờ mới có điện thắp sáng, có nguồn nước sạch để dùng và có đường rộng đẹp để đi. Mọi ước ao đó đã thành sự thật khi làng ta đã có điện thắp sáng, có nguồn nước sạch, có con đường rộng thanh thang đẹp đẽ. Dân làng cũng như bản thân tôi lại ước ao khi nào làng mình mới xây được cái cổng làng đẹp như bao làng quê khác. Và lại một lần nữa, dân làng lại họp bàn rồi đi đến thống nhất quyết tâm cùng xây dựng cổng làng trong năm 2019. Mặc dù trong những năm gần đây làng ta đã
nhiều lần đóng góp xây dựng nhiều công trình lớn như chùa, đình, đường. Song với lòng quyết tâm cao, tất cả nhân dân trong làng đã huy động tiềm lực mọi nguồn từ mọi nguồn kinh phí từ con em đang học tập công tác, sinh sống trong nước và nước ngoài đã đóng góp ủng hộ với tấm lòng hướng về quê hương thân yêu cùng với nhân dân trong làng xây dựng cổng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong quá trình thi công xây dựng, dân làng cũng gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, song với lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết một lòng từ trẻ đến già trong làng, đến nay cổng làng đã hoàn thành. Với tất cả kết quả đó được như hôm nay, trước hết nhân dân làng Bồ Vi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Yên Mô và đảng ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị trấn Yên Thịnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho làng Bồ Vi xây dựng cổng làng. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các hộ gia đình, các cá nhân, đoàn thể, con cháu xa gần hiện đang công tác trong nước và nước ngoài đã góp công, góp sức, góp tiền, vật liệu, không quản ngày đêm quyết tâm xây dựng cổng làng trong thời gian 3 tháng. Nhân dân trong làng xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn tới tất cả các gia đình, cá nhân và những người con đang sinh sống xa quê hương, luôn hướng về cội nguồn nơi sinh ra và lớn lên, đã gửi tiền, vật liệu với số tiền đã kể để cùng nhân dân xây dựng những công trình lớn của làng như cổng làng hôm nay, góp phần cho quê hương ngày đêm giàu đẹp. Để rồi làng Bồ Vi ai đi cũng nhớ đến Bồ Vi không nỡ ra về. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thế là cổng làng Bồ Vi hôm nay đã xây dựng hoàn thành. Đây cũng được coi là công trình thế kỷ của làng Bồ Vi. Và có lẽ ai đi qua đất Yên Mô dừng chân ngắm cổng làng Bồ quê tôi, công trình thế kỷ xong rồi, cảm ơn tất cả mọi người đồng tâm kỷ niệm này của cha ông để cho con cháu mai sau giữ gìn. Trước khi dừng lời, một lần nữa tôi xin gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết, hạnh phúc và thành công. Xin thân thành cảm ơn. Và kính mời ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn nên phát biểu cảm tưởng và tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bác, anh, chị, các cô, con, bà, các bạn Bồ Vi, các anh, các chị, con em Bồ Vi đang công tác ở ngoài nước. Hôm nay tôi rất là vui mừng, phấn khởi được về dự lễ cắt băng kinh thành cộng đồng Bồ Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, vận dân, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể dân làng là sức khỏe, gia đình phúc và chúc lễ khách quý chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, các bác anh chị dân làng, thị trấn chúng ta trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất không ngừng ngày được một cải thiện và nâng lên, góp phần là xây dựng đô thị chúng ta ngày càng được khang trang sạch đẹp. Cái quá trình vận động xã hội hóa để xây dựng các công trình có thể nói là trong những năm qua rất là tích cực. Mỗi một công trình của chúng ta được khánh thành góp phần làm đẹp thêm, tô thắm thêm các phố và đặc biệt là góp phần làm cho cái đô thị chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh. Có thể nói rằng là trong cái báo cáo của ban kinh tiết và đặc biệt là ý kiến phát biểu cảm tưởng của các cụ trong làng, chúng tôi nhận thấy rằng nhân dân làng Bồ Vi có thể nói là một cái điểm sáng, được công tác rồi được theo dõi, có thể nói là trong những năm qua nhân dân làng Bồ Vi đã tích cực xây dựng các công trình, đặc biệt là chúng ta cái góp phần xã hội hóa ở đây với cái tấm lòng là chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, chúng tôi xin phát biểu cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng của con em quê hương Bồ Vi.
cũng là con em quê hương của thị trấn Yên Thế. Chúng ta đã chung tay góp sức cùng với Đảng, cùng với chính quyền, cùng với nhân dân là chúng ta trong làng, để chúng ta đóng góp xây dựng quê hương có thể nói là ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân canh tí, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, nhân dân một lần nữa xin kính chúc toàn thể dân làng Bồ Y đang sinh sống và làm ăn ở mọi miền tổ quốc cũng như dân trong làng mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc chúng ta có một cái xuân mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Cũng nhân dịp lễ khánh thành, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân có bó hoa tươi thắm, xin kính chúc toàn thể dân làng. Xin mời con lên trận. Học xin quý vị. Thay mặt bản tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn, cũng đã quan tâm chỉ đạo, và thay mặt cho ban tổ chức xin kính chúc ông là và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và đoàn kết, quan tâm đến làng Bồ Vi ngày một giờ đẹp. Xin chân thành cảm ơn ông. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu của dòng họ Trịnh Văn, do ông Trịnh Văn Đông trưởng đoàn đã có tiền và chúc mừng quà giá trị 1 triệu đồng. Xin kính mời ông lên tập quảng. Vâng, xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay và chúc mừng đoàn họ Mai Tộc với số tiền 2 triệu đồng do ông Mai Ngọc Cơ làm trưởng đoàn. Xin kính mời ông và xin mời ông Trịnh Đình Hội, phó ban lên nhận quà của dòng họ Mai Tộc. Vâng, xin kính mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn. Và xin mời anh Cơ lên có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa đại biểu khách quý, là con người của quê hương, tôi xin có mấy lời phát biểu cảm tưởng. Ngày khánh thành cổng làng Bồ Vi là một giai thoại của hai công trình tâm linh, đình làng và cổng làng Bồ Vi. Người con sinh ra từ làng Bồ Vi cảm thấy rất tự hào, từng bước đi lên rất vững chắc, được sự hậu thuẫn của toàn thể nhân dân và các ban ngành, nhất là ban di sản văn hóa đương nhiệm, tô đẹp thêm một nét văn hóa trọng đại của thời đại. Để ghi công lao vất vả ban di sản văn hóa, tôi xin có mấy lời và xin kính tặng riêng gia đình ông Ánh. Ta không trách ta là con người ích kỷ, khi hoàn thành công việc để ghi lại với đời, dù họ biết hay không để ý tới, vẫn một lòng một dạ với quê hương. Xin gửi lời kính chúc gia đình ông năm Kỷ Hợi sắp qua, năm Canh Tí sắp đến, lời chúc gia đình tràn đầy hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, và kính chúc toàn thể nhân dân, đại biểu khách quý chuẩn bị sang một năm Canh Tí mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Tôi xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn họ Trịnh Duy với số tiền 5 triệu đồng do ông Trịnh Duy Nguyên làm trưởng đoàn có quà chúc mừng. Và sau đây xin mời ông Tống Văn Minh, trưởng ban thắng mặt trận, bí thư chi bộ, phó ban hãnh thiết làng Bồ Vi lên nhận quà tặng. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Vâng, tiếp theo để ghi nhận và sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của dòng họ Trương Tộc. Vâng, dòng họ Trương Tộc là một trong dòng họ nằm trong 23 cửa ngõ lớn nhỏ của làng Bồ Vi, do ông Trương Công Chính làm trưởng đoàn với số tiền và bó hoa tươi thắm trị giá 1 triệu đồng và bó hoa tươi thắm. Xin mời ông Trịnh Trọng Quánh, phó ban lên nhận quà. Vâng, xin chúng ta cho tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, dòng họ Lương Tộc là một trong dòng họ nằm trong 23 cửa họ lớn nhỏ, và hôm nay ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng dòng họ Lương Tộc do ông Lương Hồng Thanh làm trưởng đoàn với trị giá phong bì chúc mừng 500.000 đồng.
Sau đây xin kính mời ông Trịnh Trọng Ánh, phó ban lên nhận quà của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin cảm ơn. Và hôm nay nhân lịch tế khánh thành đoàn họ giáo làng Bồ Vi và có tặng lãng hoa tươi thắm và quà chúc mừng do ông Trương Công Minh, trưởng chùm họ giáo làng Bồ Vi. Trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Hội, phó ban lên nhận quà tặng. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to. Sau đây ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng gia đình ông Phạm Xuân Hòa với phong bì 10 triệu đồng và lãng hoa tươi thắm. Cũng có lẽ bảo xin mời ông Trịnh Trọng Ánh lên nhận hoa bạc quà của gia đình. Vâng, xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tổ thợ xây sau thời gian 3 tháng thi công, hôm nay cũng có lãng hoa tươi thắm lên chúc mừng tổng làng Bồ Vi. Xin quý vị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và xin mời cụ Trọng Ánh cụ lên nhận lãng hoa. Và chúng tôi xin cảm ơn tốt thợ xây và xin chúc các ta tốt chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Ban tổ chức chúng tôi xin giới thiệu ba cháu của gia đình: cháu Trịnh Thị Thu Hằng, cháu Trịnh Đình Cương và cháu Trịnh Thị Kim Chi, con ông Trịnh Đình Hội có lãng hoa và chúc mừng quà 1.500.000 đồng. Sau đây xin chính mời ông Trịnh Trọng Ánh lên nhận hoa và quà tặng của gia đình. Vâng, xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng dòng họ Trịnh Đình do ông Trịnh Đình Thường làm trưởng đoàn đã có quà tặng trị giá 2 triệu đồng để quà tặng cho chúc mừng lễ khánh thành cổng làng Bồ Vi. Xin kính mời ông Trịnh Trọng Ánh, phó ban lên nhận quà chúc mừng của dòng họ Trịnh Đình. Quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng dòng họ Trịnh Đình. Vâng, kính thưa quý vị, vì lý do cho nên một số cao chức cán bộ lãnh đạo chúng ta không về gì được. Ông Nguyễn Văn Đức Vinh, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân cũng vì do vắng mặt cũng không đến được, nhưng vẫn gửi chúc phong mừng của ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng ông Phạm Văn Linh, thị đội trưởng thị đội trấn Yên Thịnh, vì lý do không có mặt cũng đã có quà và phong bì chúc mừng các anh này, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng ông Nguyễn Văn Lộc, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân, cũng có quà tặng đối và chúc mừng đối với ngành này, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, thưa quý vị, và ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng ban quản lý di sản văn hóa làng Yên Hạ, ban di sản văn hóa làng Hương Mễ, ban di sản văn hóa làng Đông Nhạc, ban quản lý chợ Ngò và ban di sản văn hóa làng Yên Liêu Hạ, và quý tín dụng nhân dân và các cơ quan ban ngành, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và một số ban ngành thị trấn Dịch vì lý do không có mặt cũng có quà tặng chúc mừng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng những người con quê hương đang công tác khắp mọi miền của đất nước, từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tam Điệp và một số tỉnh khác không về được và cũng có mặt ngày hôm nay, cũng đã có quà tặng và để chúc mừng lễ khánh thành, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiểu phòng khám đa khoa An Sinh đây do ông Tống Mạnh Cường với trị giá 2 triệu đồng hôm nay cũng có phong bì gửi chúc mừng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Nghi thức lễ cắt băng khánh thành cổng làng Bồ Vi năm 2020.